ông Đoàn Ngọc Hải lộ diện thông báo tình hình sức khỏe sau khi gặp biến cố. Vào đêm ngày 9 tháng 12, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ hình ảnh mới nhất cùng câu chuyện xúc động về hành trình thiện nguyện ở Bình Thuận. Bên cạnh đó, ông Đoàn Ngọc Hải cũng cập nhật về tình hình sức khỏe của mình sau khi gặp biến cố. Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sức khỏe hiện tại của mình đã tạm ổn sau khi được nhiều cư dân mạng hỏi thăm. Qua hình ảnh cập nhật có thể thấy, thân sắc của ông Đoàn Ngọc Hải đã phần nào ổn định sau thời gian điều trị. Trước đó ông Đoàn Ngọc Hải đã gặp vấn đề về sức khỏe khi đang thực hiện chuyến từ thiện tại Bình Thuận. Sau đó nguyên phó chủ tịch quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh được y tế địa phương chăm sóc chú đáo nhiệt tình. Sau vài ngày nằm điều trị, ông Đoàn Ngọc Hải đã tự đứng dậy vận động, tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Thời gian vừa qua ông Đoàn Ngọc Hải vô tình dính vào ồn ào liên quan đến bà Phương Hằng về vụ xin bình oxy. Do một số hiểu lầm nên giữa ông Đoàn Ngọc Hải và bà Phương Hằng có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó bà Phương Hằng còn tuyên bố thẳng thừng cấm cửa ông Đoàn Ngọc Hải đến Đại Nam. Trước đó ông Đoàn Ngọc Hải bị một số cư dân mạng hiểu lầm trước thông tin ăn chặn, không minh bạch trong quá trình sử dụng tiền từ thiện. Để chứng minh và lấy lại danh dự, ông Hải đã tự đến ngân hàng và sao kê chi tiết từng khoản thu chi để làm sáng tỏ tin đồn. Những năm qua ông Đoàn Ngọc Hải đã bỏ công sức, thời gian, sự nghiệp và bỏ bê cả gia đình mình để cống hiến hết mình cho công việc thiện nguyện. Hành động đẹp của ông Đoàn Ngọc Hải luôn là tấm gương sáng và truyền cảm hứng cho nhiều người. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Cộng đồng mạng xôn xao trước bức ảnh Thủy Tiên ngồi đếm tiền xung quanh đống đồ hiệu. Cộng đồng mạng đang xôn xao trước hình ảnh Thủy Tiên, bà xã Công Vinh ngồi đếm tiền bên đống đồ hiệu. Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên theo tìm hiểu của các thánh soi thì đây là bức ảnh cũ, cách đây mấy năm bị moi lại của Thủy Tiên trước đó cách đây vài năm bà xã công vinh từng nhận không ít chỉ trích khi thường xuyên đăng ảnh khoe của trên trang cá nhân liên tục khoe cuộc sống sang chảnh thời điểm đó bà xã công vinh đã hứng chịu không ít gạch đá từ phía dư luận sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều thủy tiên đã tiếp nhận và ngày càng trưởng thành hơn kể từ đó hiếm khi nào thấy bà xã công vinh khoe của trên mạng xã hội không chỉ vậy sau này khi có con gái thủy tiên còn dạy dỗ ai nữ phải biết sống tiết kiệm sống khiêm nhường và tự lập Rút bài học từ chính bản thân sau ồn ào thị phi, bà xã Công Vinh ngày càng trưởng thành và tiết chế bản thân. Đặc biệt năm 2020, Thủy Tiên được công chúng dành tình cảm đặc biệt yêu thương khi lăn xả cùng bà con miền Trung gặp khó khăn, bỏ công việc để hết mình với bà con vùng lũ. Thủy Tiên được ví như là cô tiên giữa đời thường và nhận được sự tin tưởng của các mạnh thường quân. Tuy nhiên hình ảnh của Thủy Tiên bất ngờ bị sụp đổ khi bà Phương Hằng tố vợ chồng Thủy Tiên công Vinh ăn chặn tiền từ thiện sau đó thủy tiên đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này và tung sao kê ngân hàng để lấy lại danh dự mặc dù đã tung sao kê nhưng niềm tin công chúng đặt vào thủy tiên đã không còn khi liên tục các địa phương giả soát lại số tiền từ thiện phát hiện nhiều điểm bất thường và tranh lệch tính đến thời điểm hiện tại thủy tiên và công vinh vẫn đang gặp phải bất lợi đủ đường trên hành trình lấy lại danh dự cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với các địa phương để sớm có kết luận nghi vấn vợ chồng thủy tiên ăn chặn tiền từ thiện xin được chuyển sang thông tin kế tiếp Chuyện người cha 60 tuổi giao hàng lúc 3 giờ sáng nuôi con, nhà hảo tâm tặng quà khủng. Câu chuyện về ông chú shipper 60 tuổi chạy xe giao đồ ăn lúc 3 giờ sáng khiến cho nhiều người nghẹn lòng, rất đông cư dân mạng thương cảm cho hoàn cảnh, mong thông tin của người tài xế già để giúp đỡ. Trong đó có Nguyễn Đỗ Trúc Phương, cô gái thường xuyên giúp đỡ các trường hợp khó khăn tại Sài Gòn. Sau khi tìm hiểu, Trúc Phương đã đến tận nhà tài xế này để thăm hỏi. Được biết ông chú shipper tên là Tô An, hiện đang làm công việc giao hàng nuôi con ăn học. Cô gái trẻ đã quyết định mua một chiếc xe máy, một chiếc điện thoại mới để tặng cho ông An để phục vụ công việc chạy ship thuận lợi hơn. Những chuyến xe 3 giờ sáng, hôm qua em có tìm đến phòng trọ để gặp chú Tô An, chú shipper. Sau một hồi trò chuyện, em đã quyết định cùng chú đi mua xe máy và điện thoại mới, như một chiếc cần câu giúp chú chạy xe tốt hơn. Em biết chú thương con trai lắm, nên em quyết định mua xe cũng một phần để sau này con trai chú có phương tiện đi học. Tất cả xe máy, màu xe, điện thoại và màu đều do chú tự lựa chọn theo ý mình cả. Chú còn điện thoại khoe với con trai, cả hai cha con vui rơi nước mắt. Thấy chú cười suốt mà trong lòng hạnh phúc lây luôn. Trúc Phương khoe, được đi mua xe mới, ông Tô An rừng rừng xúc động. Trúc Phương cũng rất bất ngờ khi ghé thăm nhà ông, cả hai cha con nương dựa nhau mà sống, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ghé thăm chú em thấy trong nhà không có gì ngoài chiếc quạt và tấm nệm mỏng mà hai cha con cùng ngủ chung em đã mua thêm tivi gắn một năm cáp và sắp tới sẽ đi mua thêm tấm nệm cứng cáp hơn cho chú và con trai. Xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân yêu dấu đã mở ra một trang mới cho gia đình chú. Dưới bài đăng của Trúc Phương, cư dân mạng liên tục dành lời ngợi khen cho hành động đẹp của cô gái và mong món quà sẽ hỗ trợ cụ ông trong cuộc sống thường ngày. Được biết, ngoài bác shipper 60 tuổi đi giao hàng lúc 3 giờ sáng, Phương còn trích quỹ để giúp đỡ cụ ông bán chè tại Sài Gòn. Sau khi nhận được tiền, cô đã ngay lập tức gặp cụ ông bán chè để trao gửi 50 triệu đồng trích tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cho biết, Hội An là thành phố di sản có bề dày lịch sử, văn hóa, là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa trong nước và quốc tế. Hội An được biết đến với truyền thống nhân tình, thuận hậu, nếp sống giản dị. Vì vậy dự án xây dựng Hội An là địa phương du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó mèo và hỗ trợ các loại trừ bệnh dại do tổ chức Four Paws thực hiện là hoàn toàn phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển thành phố sinh thái, văn hóa du lịch của Hội An, ông Hùng cho biết. Bà Julie Sander, giám đốc phụ trách vật nuôi của Four Paws cho biết, việc ký kết thỏa thuận với thành phố Hội An là thời điểm quan trọng với địa phương và Việt Nam. Theo bà Julie Sanders, mỗi năm tại Việt Nam có hơn 5 triệu con chó và 1 triệu con mèo bị buôn bán, giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng. Hội An là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác cả nước nối tiếp. Bà Julie Sanders chia sẻ: "Điều biết Hội An là thành phố đầu tiên của Việt Nam nói không với thịt chó để nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2021 và kéo dài trong 2 năm." Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng nhấn mạnh mục tiêu cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn hiểm họa có thể bùng phát đại dịch. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Trên trang cá nhân, sư thầy Lê Thanh Nhị Nguyên đã bày tỏ sự thất vọng khi không được bồi thường số tiền như trong kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm của vụ án 50 người xông vào tỉnh thất Bồng Lai đã khép lại vào tối ngày hôm qua, theo đó, bị cáo Châu Vinh Hóa, 46 tuổi, được Tòa án Nhân dân tỉnh Long An chấp nhận đơn xin giảm án, chuyển từ 2 năm tù sang 4 năm tù treo về tội cố ý gây thương tích. 21 giờ tối ngày hôm qua, phiên tòa kết thúc, nhóm người của tỉnh Thất Bồng Lai đã ra về và bị nhiều youtuber đón chờ trước cổng, họ gieo tên ông Lê Tùng Vân. Cũng trong tối cùng ngày, sư thầy Lê Thanh Nhị Nguyên đã bày tỏ sự thất vọng trên trang cá nhân. Thật là bất ngờ khi kết quả phiên tòa là tất cả 50 người, không có một ai có tội hết. Ông Thắng người cầm đầu không có tội, những người đi theo ông Thắng không có tội. Bà Hóa người ra tay chọi miếng gạch để giết người, gây thương tật ở giữa mặt cho người khác tới 13%, cũng không có đi tù một ngày nào. Trước đó bà Châu Vinh Hóa sinh năm 1975 đã theo gia đình ông Võ Văn Thắng ngụ thành phố Hồ Chí Minh đến cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm con gái trong quá trình xô sát giữa hai bên bà Hóa đã cầm miếng gạch men để ném về phía của nhóm người tỉnh thất bồng lai khiến cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên sinh năm 1988 tự xưng là tu sĩ ở tỉnh thất bồng lai bị thương theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 13% tính đến thời điểm hiện tại vụ án đã trải qua hai phiên tòa sơ thẩm tại đây ông Nguyên đã yêu cầu bồi thường đau đớn về thể xác 300 triệu đồng Tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng. Chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang sẹo cả đời là 1 tỷ đồng cùng với nhiều khoản khác. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp.